Quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin y tế mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Kính thưa quý vị, từ lâu lá vối đã được dân gian sử dụng để nấu nước uống, có tác dụng giải nhiệt, mùi thơm dễ chịu, lại có tác dụng tiêu thực. Ngoài ra, nước sắc lá vối còn chữa ghẻ lở, rối loạn tiêu hóa, sát khuẩn vết thương. Tác dụng của cây vối đã được chứng minh bằng các nghiên cứu khoa học. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng uống lá vối có thể để lại tác dụng phụ là hại thận và yếu sinh lý. Vậy, thực hư như thế nào? Hãy cùng báo Sức khỏe và đời sống tìm hiểu ngay sau đây. Theo sổ tay cây thuốc Việt Nam của nhà xuất bản y học, cây vối là một loại cây thân gỗ với tên khoa học là Cleistocalis operculatus. Trong dân gian, có hai loại cây lá vối phổ biến, đó là vối kê và vối tẻ. Trong đó, vối kê có lá nhỏ hơn lòng bàn tay, còn vối tẻ có lá to hơn bàn tay, màu xanh sẫm và có hình thoi. Cây vối có tốc độ sinh trưởng khá nhanh, có thể cao tới 12-15m khi trưởng thành. Cành cây vối có hình tròn, đôi khi có hình bốn cạnh. Lá vối có hình dạng khá đa dạng như trái xoan, bầu dục và có xu hướng giảm nhọn ở phía gần gốc cây. Lá vối có phiến lá dày, có hai đốm màu nâu. Cây vối có thời gian ra hoa từ tháng 5 tới tháng 7 hàng năm. Quả vối hình cầu, có dịch và khi chín có màu tím giống như cây sim. Hầu như tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng được, nhưng phổ biến nhất là sử dụng lá vối tươi làm nước uống. Cây vối chứa một số khoáng chất, vitamin và tinh dầu tạo nên mùi thơm nhẹ, dễ chịu. Ngoài ra, vối cũng chứa kháng sinh giúp tiêu diệt một số vi khuẩn có hại cho cơ thể. Trong nụ vối còn có chứa thành phần giúp chuyển hóa cholesterol, làm giảm mỡ máu. Lá vối có vị hơi đắng và chát, chứa một số ít thành phần độc tố nhẹ. Nếu biết sử dụng đúng cách, các độc tố này sẽ mang lại tác dụng sát trùng, thanh lọc cơ thể, điều hòa gan và phổi rất tốt. Cây lá vối có tính mát, vị đắng chát, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, hạ khí, sát trùng. Do vậy, từ lâu đã được người dân dùng để làm trà uống giải khát. Các bộ phận như vỏ thân, lá, nụ của cây vối đều được làm thuốc để chữa bệnh. Lá vối tươi hay khô sắc đặc đều có tính chất sát trùng, rất thích hợp để rửa những mụn nhọt, lở loét, ghẻ và ngứa. Ngoài công dụng giải nhiệt và sát trùng, lá vối còn có tác dụng điều trị bỏng. Một nghiên cứu thử nghiệm trên chuột đã chỉ ra rằng, tinh dầu chiết xuất từ lá vối làm tăng tốc độ co lại của vết thương bỏng sau 10 đến 20 ngày với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Kết quả còn cho thấy, tinh dầu chiết xuất từ lá vối còn có tác dụng chữa lành vết thương do bỏng và hiệu quả của nó cao hơn so với dầu thương mại. Các phân tích mô học trong nghiên cứu này cho thấy, vết bỏng được điều trị bằng tinh dầu lá vối phát triển cấu trúc biểu bì hoàn chỉnh. Điều này chứng tỏ các vết bỏng được điều trị bằng tinh dầu chiết xuất từ lá vối có thể được điều trị khỏi hoàn toàn. Ngoài ra, lá vối còn chữa một số bệnh về tiêu hóa. Theo đông y, chất đắng trong nước lá vối sẽ giúp kích thích tiết nhiều dịch tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc ruột. Do đó, nước lá vối có thể dùng để chữa đau bụng, tiêu chảy, viêm đại tràng mãn tính, đầy bụng, ăn uống không tiêu, đi ngoài sống phân. Đối với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, uống nước lá vối có thể giúp tăng cường chức năng tuyến sữa và giúp hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và tiêu hóa tốt hơn trong suốt thời kỳ mang thai. Tuy nhiên, do có tính kháng khuẩn nên nếu sử dụng lá vối thường xuyên, hãy cân nhắc đến việc nó có thể gây tình trạng hao huyết và tiêu diệt những vi khuẩn có lợi trong ruột. Lời khuyên là hãy sử dụng lá vối khô thay vì lá vối tươi để tránh tình trạng trên. Thông thường, uống nước lá vối hầu như không có tác hại gì, trừ khi uống sai cách hoặc sai thời điểm. Nếu uống nước vối khi đói hoặc uống quá nhiều thì chính nước vối lại là nguyên nhân gây hại đến sức khỏe người dùng. Lưu ý, không nên uống nước lá vối ngay sau bữa ăn vì có thể ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa. Và đặc biệt, trẻ em cũng không nên uống nước lá vối. Bên cạnh đó, việc đàn ông uống nhiều nước lá vối có bị yếu sinh lý hay không là thắc mắc của rất nhiều người. Hiện nay, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh điều này và cũng không có cơ sở để khẳng định uống nước lá vối gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh lý của đàn ông. Nhiều tin đồn còn cho rằng uống nước vối hại thận. Tuy nhiên trên thực tế, các bác sĩ đã nghiên cứu và khẳng định rằng việc uống nước vối không gây hại cho thận. Tóm lại, lá vối rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên cũng không nên quá lạm dụng, không nên uống quá nhiều. Nên uống nước từ lá vối khô và hạn chế dùng lá vối tươi vì có chứa chất kháng khuẩn, kháng viêm, có thể gián tiếp tiêu diệt vi khuẩn có lợi, gây nên tình trạng hao huyết cho cơ thể.